Thưa quý vị, với phương châm mọi người dân đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Huyện Bến Lức đã triển khai nhiều chương trình trao tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn, góp phần mang không khí mùa xuân ấm áp, tràn đầy yêu thương đến với tất cả mọi nhà. Tại xã Long Hiệp, từ mô hình vận động và tiết kiệm làm theo gương bác, gây quỹ hoạt động từ thiện, địa phương đã tổ chức thăm tặng quà Tết nguyên đáng nhâm dần 2022 cho 180 người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo mỗi phần quà trị giá từ 300 đến 400 000 đồng, tổng kinh phí là hơn 70 triệu đồng. Cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều với lại à tấm lòng của mọi người. Đó là cái gia đình. Cảm ơn rất nhiều. Tết này, Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức và các xã thị trấn đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng hơn 9.200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cần nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, gia đình chính sách với tổng kinh phí là trên 5,2 tỷ đồng để ai cũng có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp và trọn vẹn hơn. Trước là nhà nước, mạnh thường quân giúp đỡ cho mùa dịch này để cho chị em chúng tôi có một cái món quà nhỏ nhỏ nhưng mà tôi cũng rất là cảm ơn trước nhà nước sang mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho gia đình tôi những phần quà Tết đông đầy tình yêu thương, chia sẻ, mang hơi ấm mùa xuân và góp thêm niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.